Mưa dông liên tục xuất hiện những ngày vừa qua đã phần nào cải thiện nguồn nước đổ về các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo, từ ngày hôm nay, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tính đến chiều nay, 6 trong 7 hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng, mực nước tiếp tục cao hơn so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Trong đó, hồ Tuyên Quang, hồ Lai Châu và hồ Bản Chát là 3 hồ có nguồn nước bổ sung nhiều nhất, mực nước cao hơn từ 0,85 đến 1,36 m. Khả năng mực nước ở các hồ thủy điện sẽ còn tăng thêm khi miền Bắc tiếp tục có mưa lớn trong đêm nay và 2 ngày tới. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm một đợt, tích cực bổ sung nguồn nước cho các hồ thủy điện. Tuy nhiên, người dân ở các sườn đồi núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Trái với mưa dông ở miền Bắc, miền Trung vẫn đang trong đợt nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Theo Cục Kiểm Lâm, hiện một loạt cánh rừng ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên và Gia Lai đang nằm trong mức cảnh báo cấp 4, cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng lửa ở trong rừng và gần rừng. Dự báo ngày mai nắng nóng vẫn tập trung từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Nắng gắt, độ ẩm trong không khí giảm thấp, chỉ còn từ 45 đến 60%. Ít nhất 7 người đã bị thương sau khi một trận mưa đá nghiêm trọng trút xuống bang Colorado của Mỹ. Theo các đoạn video được các nhân chứng ghi lại, khi khán giả đang chờ đợi buổi hòa nhạc của một thành viên nhóm nhạc One Direction tại nhà hát vòng tròn Red Rocks vào tối ngày 21 tháng 6, thì một cơn mưa đá bất ngờ ập đến. Những viên đá có kích cỡ tương đương quả táo đã khiến cho 7 người phải nhập viện vì chấn thương nặng. Khoảng 90 người khác được băng bó vết thương, vết bầm tím và gãy xương trong các lều y tế. Nhiều phương tiện cũng hư hỏng sau cơn mưa. Một khán giả cho biết nơi tổ chức chương trình nhạc trước đó đã cảnh báo về một cơn bão.